tiếng của quê hương Thái Bình và đặc biệt là truyền thống của quê hương Đông Sơn. Trên 40 năm nay, câu lạc bộ Múa Tư Linh của thôn nhà vẫn được. Xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân hãy đón xem màn trình diễn của Công Phượng. Những động tác rất uyển chuyển, quân công quân phượng đang nhảy múa trước sân đình sẽ làm hài lòng các quý vị đại biểu trong ngày vui hôm nay. Nó múa, nó xòe cánh ra, nó cũng cổ vào. Vâng, rất đẹp. Vâng, rất là điêu luyện. Với những động tác uyển chuyển của con công sẽ là hài lòng quý vị đại biểu trong ngày hôm nay. Bye.
vòng, chào khán giả một vòng, cứ dồn. Nào, các con chống chúng ta chào khán giả nào. Vâng, chương trình múa tứ linh của câu lạc bộ tứ linh thôn nhà chuẩn bị kết thúc. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các ông, các bác, các anh trong đội câu lạc bộ múa tứ linh thôn nhà. Chúc cả đội chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc và phục vụ nhân dân. Và chúng ta ổn định tổ chức và chúng ta chuẩn bị chúng tôi đưa trước khán đài. Xin kính mời.